Trưa ngày 30 tháng 11, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức và 8 đồng phạm kết thúc xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Minh Quân bất ngờ thay đổi lời khai, xin nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết. Cựu giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức nói đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình qua xét hỏi của hội đồng xét xử, đại diện viện kiểm sát, luật sư cũng như qua lời khai của các bị cáo khác. Bị cáo Nguyễn Minh Quân cho rằng lời khai chối tội trước đó là do nhận thức pháp luật của bản thân chưa đầy đủ. Ông Quân phân trần giữa mình và thuộc cấp rất tin tưởng lẫn nhau. Vì nghĩ các phòng ban am hiểu pháp luật hơn mình nên đã tin tưởng không kiểm tra mà chỉ đạo cấp dưới cứ trình cho hai phó giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức là bị cáo Ngọc, Lan Anh ký duyệt các hồ sơ đấu thầu. Được hội đồng xét xử cho trình bày thêm, bị cáo Quân cho biết suốt thời gian hành nghề y, bản thân chỉ gắn bó với bệnh viện thành phố Thủ Đức từ những ngày là bác sĩ rồi được bổ nhiệm làm quản lý, lãnh đạo bệnh viện. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Minh Quân cho biết gia đình có chuẩn bị tiền và xin hội đồng xét xử được khắc phục một phần hậu quả của vụ ngay trong hôm nay. Đồng thời, ông Quân xin tòa hủy lệnh kê biên hai căn nhà là tài sản riêng của vợ chồng ông để khắc phục thêm.